Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen. Ngày hôm nay, Hà Anh sẽ mang tới tặng các bạn một mâm cơm có tên là Đông Bình Yên với lẩu nấm đậu non. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngày đầu đông lạnh, cả nhà ngồi quây quần bên nhau và quanh nồi lẩu ấm. Mời các bạn cùng xem Hà Anh làm một cái nồi lẩu nấm đậu non với nồi đa năng Amway Queen như thế nào nhé. Và nguyên liệu chính cho món lẩu ấm đậu non này đương nhiên không thể không có rất nhiều các loại nấm. Các bạn nhìn thấy ở đây có rất nhiều các loại nấm, từ đông trùng hạ thảo, nấm cua, nấm nâu, nấm hương, nấm rơm, nấm mỡ, nấm kim, nấm đùi gà, rất nhiều các loại nấm. Thì đặc trưng của các loại nấm nó có những cái tác dụng rất là tuyệt vời về mặt dinh dưỡng, là một cái nguồn protein cao, rất là nhiều khoáng chất, đồng thời có chất xơ. Tuy nhiên thì trong cái việc sơ chế nấm, chúng ta sẽ nên lưu ý đấy là chúng ta dùng những cái nguồn nấm thật là sạch, uy tín. Vì cái nấm tự nhiên đôi khi chúng ta có thể không phân biệt được loại nấm nào là loại nấm ăn được và loại nấm nào là loại nấm có hại, là nấm độc đó. Một cái mặt khác, đối với cả đông y, y học cổ truyền thì nấm là một cái thực phẩm âm tính. Cho nên khi nấu thì chúng ta sẽ cần phải rất là lưu ý có thêm một chút gừng hoặc là một trong những cái gia vị mà có thể đẩy để có thể cân bằng cái tính âm của nấm trong khi nấu ăn. Đầu tiên chúng ta bắt đầu từ nước dùng. Khi chúng ta cho cái nước này nó sôi nhẹ lên thì chúng ta cho mía và ngô vào. Chân nấm và một vài cái chân nấm hương hoặc một vài cái cánh nấm hương. Để nó sôi nhẹ như thế này và chúng ta sẽ đậy vung lại và để cho cái mía này và ngô này nó tiết ra cái nước ngọt trong vòng khoảng 30 phút. Thì lúc đó mình sẽ lọc cái nước này ra và pha nước dùng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ninh om 30 phút để cho cái mía và ngô nó ngọt hơn. Sau 30 phút thì bây giờ các bạn có thể quan sát cái nước dùng của chúng ta, nước ngô và nước mía, nó đã chuyển thành cái màu vàng thanh như thế này rồi. Và bây giờ thì cái nước này nó đã ngọt mía, ngọt ngô và thơm mùi nấm. Thì bây giờ mình sẽ vớt những cái ngô và cái mía này ra. Sau khi đã vớt mía và ngô ra, nếu như chúng ta muốn ăn một cái nước lẩu thanh nhẹ thì chúng ta chỉ việc dùng cái nước ngô và mía này và cho thêm gia vị mắm muối nêm vừa vào là chúng ta đã có được một cái nồi lẩu rất là thanh nhẹ. Cái cách thứ hai là để có một cái nước dùng nó cá tính hơn, đặc trưng hơn, thì với cái nước ngô mía như thế này, chúng ta sẽ cho một cái gói gia vị thuốc bắc vào. Khi cho cái gia vị thuốc bắc vàng như thế này thì chúng ta sẽ đun khoảng 5 tới 10 phút để cho cái gia vị nước thuốc bắc này nó tan ra và nó quyện mùi hương vào cái nước ngô và mía. Khi mà gia vị thuốc bắc này đã quyện vào thì chúng ta sẽ cho các cái loại gia vị vào. Ta sẽ cho muối này, cho hạt nêm này, cho mắm này. Đường thì hãy để theo công thức, tuy nhiên thì cái chỗ này nó phụ thuộc vào ngô và mía. Nó ngọt đến mức độ nào thì chúng mình sẽ cho giảm hoặc là sử dụng nguyên cái số đường giống như vậy. Rồi và mình để cho nó sôi nhẹ một chút cho nó tan hẳn cái gia vị này ra. Cuối cùng ở trong cái bước làm nước dùng lẩu thì mình sẽ cho cái rượu nếp này vào ngay trước khi ăn ở bước cuối cùng, khi đã nếm đầy đủ tất cả các gia vị vào rồi. Thì với cái rượu nếp này chúng ta cho cuối cùng để cho nó đỡ mất hương. Còn nếu như các bạn muốn ăn một cái cách nó rất là Việt Nam, rất là dân dã thì mình có thể thay vì cho nguyên liệu thuốc bắc, mình sẽ sử dụng ngay cái nước dùng ngô mía đó, nêm các gia vị cho vừa và cho cái rượu nếp này vào. Tức là Hà Anh vừa hướng dẫn bạn ba cách khác nhau. Một cái công thức chính là cái công thức của cả cái nồi lẩu này, nó rất là dày vị, nó bao gồm cả thuốc bắc, cả ngô mía và cả rượu nếp. Thì là một cái công thức chính của cái nồi lẩu nấm đậu non này. Nhưng cái cách thứ hai, cái nồi lẩu nó sẽ cá tính hơn, thì là với thuốc bắc, một cái nồi nó thanh nhẹ hơn theo hơi kiểu Nhật, thì nó sẽ là cái nồi với ngô và mía và gia vị không.
Còn một cái nồi rất là dân dã, rất là Việt Nam thì đó là với rượu nếp hoặc còn gọi là cơm rượu. Bây giờ thì nồi nước dùng thanh ngọt của Hải Anh đã xong. Để chắc chắn về hương vị thì các bạn có thể nếm lại và điều chỉnh gia vị theo khẩu vị của gia đình mình. Ngọt, thanh, thơm, đậm đà và nhiều cái cung bậc vị giác. Và cái từ ngữ chuyên môn của bọn mình gọi là dày vị. Vậy là đã xong. Bây giờ thì Hải Anh chỉ cần hướng dẫn các bạn bày mâm là chúng ta đã có một cái mâm lẩu rất là ngon rồi. Các bạn thấy món lẩu hôm nay sao ạ? Nhìn rất hấp dẫn và đơn giản đúng không ạ? Chỉ với hơn 30 phút các bạn đã có ngay một bữa rất là ngon miệng cho gia đình. Các bạn có thể quan sát ở trên mâm mà với cái cách bài trí vô cùng đơn giản, xen kẽ các loại nấm, xen kẽ các loại rau cho màu sắc với nhau. Tất cả những cái nguyên liệu ở trong một cái món lẩu này nó đã đầy đủ ở đây rồi. Cái đậu chúng ta hoàn toàn cũng có thể bày xen kẽ, nhưng ở đây là đậu non cho nên chúng ta sẽ bày nó tách riêng ra để cho nó khỏi bị vỡ. Bún váng đậu. Và chúng ta cũng có thể ăn kèm thêm những món khác nữa. Nếu như mà nhà mình có thêm khách chẳng hạn thì chúng ta có thể thêm một đĩa gỏi, một đĩa ăn chơi gì đó. Tuy nhiên thì hôm nay ở cái nồi lẩu này cho 2 tới 4 người ăn thì Hải Anh đã hướng dẫn một cái bữa rất là vừa vặn, tùy vào cái định lượng của chúng ta muốn ăn nhiều hay ăn ít. Nhưng đây đã là một cái mâm lẩu rất là đầy đủ. Chỉ với hơn 30 phút các bạn đã có ngay một cái bữa lẩu rất là đơn giản và hấp dẫn bên gia đình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.